Chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục thả một con diều rắn cho các bạn cùng coi nha. Đây là một con diều rắn đuôi dài 15m nha các bạn. À, con diều rắn này mình cũng đã mua lâu rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra quay review cho các bạn cùng coi. Rồi bây giờ mình sẽ bung diều ra nha. Đây, đây là cái đuôi con rắn nha các bạn. Rồi còn đây là con diều. Bây giờ mình sẽ bung con diều ra nha các bạn. Rồi. Cột vô. Cứ con diều nào mà nó có mấy cái dây cột cột này là mình cứ cột lại nha các bạn, để cho lên nó ổn định nha các bạn, nó không bị rung lắc cái cây của mình. Đó. Cái khung của mình nó sẽ bám vô cái vải diều. Đó. Rồi. Đây. Đó, con rắn này mình cho các bạn coi nha, lèo. Thì rắn này là người ta cột dây lèo nha các bạn. Rắn này người ta cột dây lèo. Còn cái hình thù con rắn á, thì cũng không phải là cái loại mà in nha các bạn. Đây là loại người ta cắt vải, người ta may vô ha. Nó ra hình thù con rắn nha các bạn. Đó, còn đây nó có cái lưỡi luôn nha các bạn. Đó, đây là rắn hổ mang. Đó, rất là cái đầu của nhìn rất là ngầu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái đuôi vô. Đó, cái đuôi á, cái đuôi nó đây các bạn. Đó, mình buộc vô để về luôn, hồi nữa mình đi bung luôn nha các bạn. Chứ mình giờ một hồi nữa mình đem lại cái chỗ thả cái mình bung ra luôn, cái là nó bay lên luôn. Cái đuôi cột chắc chắc các bạn ơi. Chứ mà lỡ mà cột mà không chắc cái là hả, lên nó bung đuôi ra rớt cái đuôi là coi như là xong luôn nha. Rồi, cột hai mối vậy cho nó bảo đảm. Dây nó ngắn quá mình không có rút được. Rồi, cột hai nối cho bảo đảm. Rồi, bây giờ mình sẽ móc cái dây vô nha các bạn. Để dây đó, bây giờ mình móc móc vô cái lèo người ta cột sẵn rồi các bạn ơi. Đây, móc lèo người ta cột sẵn rồi nha. Người ta canh sẵn hết, cái lèo này người ta canh sẵn mình rồi hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái đuôi. Mình cầm cái đuôi với lại con diều mình lại chỗ này mình thả nha các bạn. Mình đi con mình sẽ thả bằng cách này nha. Nay rất là ít gió các bạn ơi, nên mình sẽ cố gắng thả con rắn này.
gió rồi, giờ có thể là lượng nhiều cái rắn này có thể lên nữa các bạn. Có gió rồi các bạn ơi. Bầu trời thấy sao các bạn? Nhìn được không các bạn? Để mình giật giật cho lên lên tí. Rồi thả dây ra cho nó tuôn ra mút ngoài kia luôn. Gió dưới này vẫn còn yếu á. Để cho lên cao chứ không thôi nó. Các bạn thấy tuôn dây ra nghe đã không các bạn? À, nghe đã không các bạn? Rồi con rắn này mình thả tầm này thôi nha các bạn, chứ hồi nữa quắn vô mệt quá các bạn ơi. Trời tối rồi thì bây giờ mình sẽ thu dìu về các bạn. Nói chung là mỗi ngày mình ra tập thể dục vậy nè các bạn. Quay quay tay nha. Gió mà càng mạnh là mình quay cái lực mình thấy nó càng nặng là cái mình mau mỏi tay. Rắn này đuôi dài 15 mét thấy được các bạn. Nhiều mình thấy nhiều bạn cũng thả con rắn này lắm đó nha. Trên mạng mình thấy nhiều bạn cũng thả con rắn này lắm. Thấy nó đẹp ngầu các bạn. Nó cũng rất là dễ bay luôn á, mà nó bay cũng khá là đầm á nha. Các bạn mà thích chơi nhiều rắn á, các bạn mua con này là bay hay mình thấy ngon nha các bạn. Gió nãy mình thấy gió nó cũng vừa vừa, nó không phải là gió mạnh quá nhưng mà thả nó cũng rất là dễ nha. Đó, mình quay gần xuống các bạn thấy rắn nhìn ngầu không? Ồ, rồi con rắn đã thu về xong các bạn. Bây giờ mình sẽ thu con rắn này lại nha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách thu cái đuôi lại nha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thu cái đuôi lại nha. Bây giờ mình đè lại con rắn lại đây nha các bạn. Bây giờ mình lại đây thu cái đuôi nè các bạn. Các bạn lại thu coi mình thu cái đuôi nè. Mình lật cái này ra cho đừng có rối các bạn. Rồi đây cái đuôi mình làm cho nó thẳng ra vậy luôn nha các bạn. Rồi mình kiếm một cái miếng giấy nào đó nó hình này nè các bạn. Kiếm một cái miếng giấy hoặc là một cái gì đó bìa nào nó cứng cứng nha. Mình sẽ quắn vô. Mình quắn vô vậy nè các bạn. Mình quắn vô vậy nè, nó vừa nhanh. Nó vừa nhanh mà cái đuôi mình nó ngay ngắn nữa. Rồi sau này mình lại thả ra bung con diều mình rất là dễ. Con diều rắn này đặc biệt là cái đuôi quắn là các bạn phải biết quắn nha. Mình quắn vậy nè các bạn. Nếu mà cái miếng này nó mà bự thì mình quắn nhanh, còn cái miếng này nó nhỏ thì mình quắn hơi lâu một chút thôi. Mình
mình đi mình mới kiếm được cái miếng giấy này, rồi mình làm mình quấn lại cho các bạn cùng coi luôn, cho các bạn biết cách là thu cái con diều rắn mà đuôi mà nó dài 15 mét về. Các bạn quấn cái kiểu này là rất là nhanh nha. Rồi mình quấn tới đây là coi như là xong rồi nè các bạn. À, rồi giờ mình sẽ gỡ cái đuôi rắn ra nữa là xong. Rồi video mình thả diều rắn này đến đây xin được tạm dừng các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.